hệ thống của chương trình có nhận được câu hỏi của khán giả Chu Thanh Minh có số điện thoại là 0168, 3 số cuối là 486 có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Xin hỏi chuyên gia cách kỹ thuật phơi đáy ao để nuôi cá chấm và cá chép. Dạ, mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Chào khán giả, xin chào bà con. Đối với cái ao nuôi trồng thủy sản nói chung, trong khi nuôi cá cũng thế thôi, cá chấm cỏ hay cá chép, thì cái gọi là cái kỹ thuật mà chúng tôi là cái khâu đầu tiên gọi là cải tạo và đáy ao và xử lý môi trường để ao nuôi. Thì chúng tôi hay nhắc cái câu này, khi trước khi mà nuôi cá thì anh phải nhớ cho tôi 8 từ 4 ý là tháo cạn ao nước, bỏ cái nước ao cũ đi, nó gọi là ô nhiễm. Cái từ là tháo cạn, vét bùn, phơi khô, khử trùng. Chỉ có 8 cái từ như 4 ý như thế. Còn tại sao lại phải tháo cạn? Tháo cạn là bỏ cái nước ao trong chu kỳ nuôi là bị ô nhiễm rồi, bỏ đi. Thứ hai phải vét bùn. Vét bùn nó là phân cá và thức ăn thừa, nó tạo thành cái bùn đáy ao. Rồi vét hết thì chỉ để 10 đến 15 phân để cho ao. Thứ ba nữa bắt đầu phơi khô đáy ao. Vét cái bùn bỏ nó là chính là phân cá và thức ăn thừa. Thứ ba là phơi đáy ao để cho khí, không khí trong lành nó xuống và khí độc nó bay lên. Mà trong nghề nông nghiệp mà các cụ đã dạy từ xưa, ta gọi là ải thâm hơn dầm ngấu, tức là sau một năm cấy lúa thì người ta phải để ải, dù ải có thâm nó vẫn rất tốt. Nếu còn nếu anh làm cái dầm ngấu thì không tốt, tức là các cái khí độc của dưới đáy ao nó không bay lên được. Đáy ao này, đấy là chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn theo các cụ đã dạy cách cả nghìn năm nay rồi. Nên ta gọi là thứ tư nữa là nó mới là khử trùng thì rất đơn giản là bón vôi xuống thôi, với cái liều vào khoảng 70 đến 100 kg vôi cho 1.000 m2 ao. 70 đến 100 kg vôi xây dựng CaO là cho 1.000 m2 ao, mét vuông nhé, ta tính mét vuông, bón xuống đó để cải tạo và để cung cấp canxi và để tạo thành cái hệ đệm cho ao. Đấy, tôi nói có mấy cái tôi nhắc lại là khi muốn nuôi cá, nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi cá chép và cá chấm cỏ, chỉ có 8 từ 4 ý là tháo cạn, vét bùn, phơi khô, khử trùng. Nhớ cho tôi là nó dễ nhớ. Chúc anh